Hùng Rô Kiêu Ngạo. Chồng ơi, để đo nhiệt độ ấy, thì người ta dùng nhiệt kế. Để đo cường độ dòng điện, người ta dùng ampere kế. Để đo hiệu điện thế, dùng vôn kế. Để đo sự bền vững của con tim khối óc người đàn ông thì người ta dùng mỹ nhân kế. Thế còn để đo sức khỏe của chồng thì phải dùng gì hả chồng? Anh chồng, để đo sức khỏe của anh thì phải dùng vợ kế. Một linh mục quá mệt mỏi về các giáo dân cứ đến thú tội ngoại tình của họ. Trong một buổi giảng đạo, linh mục nói: Nếu tôi còn nghe thấy một ai nữa thú tội về việc ngoại tình, tôi sẽ không làm linh mục nữa. Mọi người rất yêu mến vị linh mục, nên họ sẽ quyết định không nói đến từ ngoại tình nữa, mà thay một từ khác chỉ có họ mới biết với nhau. Đó là người nào lỡ phạm tội ngoại tình thì khi xưng tội sẽ nói là bị vấp ngã. Mọi việc sau đó đều tốt đẹp cho đến ngày vị linh mục qua đời. Một linh mục mới về thay cũng là một người rất đáng kính, và giáo dân vẫn có thói quen cầu thú tội cũ, đó là vấp ngã. Khoảng một tuần sau thì vị linh mục mới gặp vị thị trưởng, tỏ vẻ rất lo lắng. Vị linh mục nói: Ông thị trưởng này, ông phải cho sửa chữa lại đường xá trong thị trấn mới được. Khi các giáo dân của tôi đến xưng tội, họ luôn nói về cái việc bị vấp ngã. Ông thị trưởng phá lên cười. Vị linh mục bực tức nói: Tôi không hiểu vì sao ông có thể cười được. Ông cười cái gì? Ông có biết không, tuần này chính vợ ông đã vấp ngã 3 lần rồi đấy. Bà mẹ nói với cô con gái: Mẹ là mẹ không vừa lòng cho con lấy thằng Hùng chút nào đâu. Nhưng mà mẹ ơi, con đã nỡ trao cái quý giá nhất đời mình cho anh Hùng rồi. Sau khi ngắm nghía một hồi, bà mẹ thốt lên: Ôi, mẹ hết cả hồn. Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền một cây mẹ cho con mất rồi cơ, hóa ra vẫn còn. Say what? Một cụ già lấy được một cô vợ xinh đẹp, trong lòng mãn nguyện lắm. Ở khoảng vài tháng sau thì cô vợ có thai. Hàng xóm xì xào dị nghị: Chắc là ông ta bị cắm sừng rồi. Một người khác nói: Súng làm gì có đạn, chắc là người khác bắn hộ thôi. Có người khác lại nói: Tôi thì tôi không tin đâu. Một lần ông già gặp bác sĩ thân quen và hỏi: Thưa bác sĩ, vợ tôi có tin vui. Ông bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi nói: Thưa cụ, tôi sẽ kể cho cụ nghe một câu chuyện 100% có thật. Có một nhà bác học đãng trí nhưng mà rất thích đi săn. Một hôm, thay vì việc mang súng vào rừng, ông ta lại cầm nhầm chiếc ô. Đang đi trong rừng thì gặp con hổ từ trong bụi nhảy xó ra. Vị bác học liền rút cái ô ra bắn chết con hổ. Ngay lập tức cụ già nhảy cẫng lên: Nope. Tôi không tin, tôi không tin. Chắc là phải có người ở đâu đó bắn hộ anh ta. Vâng, thưa cụ, chắc chắn phải có người bắn hộ.